Xin chào Hoàng, chào mừng các bạn đến với kênh vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Thì hôm nay là ngày 3 tây các bạn. Mấy nay mình nghỉ lễ xong rồi, hôm nay mình đi xuống vườn bứng cây về giao lưu các bạn tiếp rồi. Sáng giờ anh em bứng cũng được trên dưới cái 100 cây rồi các bạn. Có một cây này nó khổng lồ nè anh em, khoảng ba mấy á, đấy rất là to nha. Nói chung là cây đủ các dáng cho các bạn, tại thiên nhiên bonsai các thứ. Này anh em nào mà mua cành mình cũng giao lưu cành luôn các bạn, cành to, cành già, cành suông luôn. Mà cành này mình giao lưu anh em 20.000 ký nha, 20.000 ký cắt gai, cắt khúc khúc cho anh em nha, giá tại vườn cho anh em trả tiền cước. Cành này rất là to các bạn, to và dài. Cây này cũng khá đẹp trai nha anh em, hoành của nó tầm này chứ hoành có ngoài 20 thôi bạn, nhưng mà củ nó tròn nha, củ nó đặc. Cái này cắt cái thược mẹ đây nha, cắt ăn đây sớt con đó luôn, đâm dán dán rồi đâm ở đầu bao này cũng còn nữa bạn, con bonsai này sẽ cũ luôn. Cũng đặt luôn dưới rừng bình mấy cây tông cao cũng có luôn nha anh em, như cây này cao khoảng 1,8-2 mét rồi bạn, cao vút luôn nha. Mấy cây này phù hợp cho anh em làm mà tặng dù bạn, tông cao nhưng mà đế cũng khá là đẹp nha bạn. Đây gì vậy, khúc dưới đây sáng cho mình quay mà sáng mình bứng mà mưa quá các bạn, mình không có quay giờ mới tạnh mưa. Như cái này thì tàn thiên nhiên các bạn, cái này tàn thiên nhiên, tầm cao cao khoảng 1,5 mét các bạn. Còn mấy đây thì mình sai này, về mình sẽ cắt lùng lại các bạn, mình chỉ dọn sơ sơ thôi. Đế này rất là to luôn nha anh em, to hơn cái chân mình mấy lần cái chân mình luôn các bạn. Anh em sáng giờ bứng cũng khá nhiều cơm dưới kia. Này thì mình giao lưu bán sỉ bán lẻ luôn nha anh em. Anh em nào ghé gì ghé vườn thì ghé ruộng bứng thì giá rẻ các bạn. Khoảng 140.000 cây bán tại vườn luôn nha anh em. Để bán như thế này luôn nha. Còn khi mình bứng về tới nhà thì công bứng các thứ các bạn. Cho nên là về tới nhà thì giao lưu tùy cây luôn nha. Bà vô chạy thẳng hoài đi, coi trước nhà có đống gom. Cây này cũng rất là to luôn nè, cây này tàn cũng khá là đều, tàn thiên nhiên, to mấy lần cái chân mình luôn mà. Mấy này mình về giao lưu tầm khoảng trên dưới 200-300.000 cây nha anh em, tùy cây nha. Còn em ghé nhà vô ghé vườn giao lưu như ruộng như này cây rẻ lắm, do đó công về tới nhà công bứng công vận chuyển nó hơi mắc chút xíu mà. Em ghé vườn giao lưu này mình sang vườn này thì nó rẻ hơn mà. Còn rất là nhiều luôn nha anh em. Rồi và lúc này là mình đem cây về tới nhà các bạn. Và anh em chuẩn bị bốc xuống nha anh em. Có một số hàng một cốt tôm cao với tàn thiên nhiên các bạn. Rất là đẹp trai luôn. Cây tông cao quá giác thẳng vô nhà luôn cũng được đấy. Dựng riêng nha, mấy nó dựng riêng nữa nên mình dễ lấy nha. Rồi vậy thì mình đã xuống cây xong không bà, dầm mưa xuống luôn nè. Ở đây thì một số cây tông cao nè, khoảng 30 cây, khoảng 30 cây tông cao, tông cao tàn thiên nhiên, hoành cũng tầm khoảng 20 trên dưới 25 mà. Còn đây là mấy cây tông thấp bonsai nè, để riêng đây. Ngày mai mình sẽ xé bầu và lên video cho các bạn xem nha. Nhật khuôn số cây coi thử nha. Khuôn gian số cây coi thử các bạn. Khuôn thử nó có đẹp trai không? Cũ tròn quá.
đặc kịch luôn nha anh em. Hoành thì nó không có to mà, như hoành này khoảng 25 à. Đâu Hào Hào thử cái hoành này nha. Cái hoành nó nhỏ mà, hoành nhỏ mà đều cái cũ nó lớn. Hoành 26 à. Hoành cổ 26 nha, đầu quán thử cái cũ thôi nha. Cái cũ bự. Eo cũ. 50 eo cũ 5 50 52 các bạn. Eo cũ 52, cũ đế nó 26. Tàn thiên nhiên. Cây con bình đang khui cũng đẹp trai các bạn. Hai cây này giống giống cặp nha, mà dựng kế bên cây con bình nè. Này mình khui sơ sơ thôi bạn, mai mình sẽ cắt tỉa và vệ sinh nha, dựng dựng này lên. Hai cây này rất là đẹp trai luôn các bạn. Thằng bên kia hoành chắc cũng khoảng 25 26 nè. Ngày mai mình lên thông số, lên video và báo thông số các bạn cụ thể hơn nha anh em. Nói chung là cây cũng rất là nhiều. Anh em mua số lượng nhiều bạn, mua dưới vườn rẻ anh em. Còn mình bứng ở đây rồi, nói chung là chi phí công thợ, chi phí xe cộ vậy tới đây thì giá nó hơi cao nha anh em, bán lẻ nữa. Rồi vụ mấy này anh em mua dưới ruộng mình giao lại nha anh em 100 tư. Đâu khui cái đó thử nha. 100 tư tại ruộng các bạn. Còn về nhà này thì công bứng anh em người lựa mấy cây đẹp thì bán giá hơi cao hơn một xíu. Cây này quán xé ra quán thử Hào Hào thử này. Rất là đẹp trai, lầm lầm thước sẵn hình lầm thước Hào thử cái hoành như vậy. Thấy cây này hoành, cây này chắc cũng khoảng 3 chốc các bạn. Hoành 35 luôn nè. Hoành 35 quán cái cũ thử luôn nha. Cái cũ này chắc cũng khoảng 60 các bạn. Cái cũ 58 nè. Cũ 58 nha, hoành 35. Nói chung mấy cây khổng 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 lồ như thế này mình cũng không có nhiều bạn. Có đâu đó tầm 5-7 cây à. Còn mấy cây nhỏ hơn thì mình còn nhiều hơn. Rồi mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.